Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình, giải đất hẹp miền Trung, nơi có ba dân tộc anh em sinh sống. Nếu như dân tộc Kinh định cư chủ yếu ở vùng ven biển và đồng bằng, thì hai dân tộc thiểu số là Bờ Su Vân Kiều và dân tộc Chứt định cư chủ yếu ở vùng cao biên giới. Trong nhiều năm qua, nhờ thực hiện tốt công tác dân tộc, cùng với chính sách chương trình dự án lớn của Đảng và Nhà nước, đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình. Nhân dịp đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ hai, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Đổi thay ở vùng cao Quảng Bình. Tỉnh Quảng Bình hiện có hai dân tộc thiểu số chủ yếu là dân tộc Bơ Ru Vân Kiều, gồm các tộc người Vân Kiều, Trì, Hùa, Ma Con, và dân tộc Chức, gồm cả tộc người Sách, Mày, Sục, A Gen, Mã Liềm. Ngoài ra, còn có cả dân tộc thiểu số khác với dân số không nhiều như Mường, Thổ, Pa Co, Ca Rai. Cả dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình sinh sống thành cộng đồng, chủ yếu ở 107 thôn bản thuộc 17 xã miền núi vùng cao của các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Khu vực cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số là vùng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, đồng thời cũng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh quốc phòng và môi trường sinh thái của tỉnh. Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa vùng miền núi dân tộc thiểu số tiến kịp miền xuôi, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục thực hiện các chương trình chính sách đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, tập trung nguồn lực để xóa đói giảm nghèo, tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên, hòa nhập vào sự phát triển chung của cả nước. Chính sách di dân, định canh định cư, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các xã biên giới, chính sách hỗ trợ tỉnh dùng ưu đãi và các chính sách an sinh xã hội khác đã tạo tiền đề cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2009 đến nay, riêng chương trình 135 đã đầu tư xây dựng 117 công trình giao thông thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sạch, với tổng số vốn trên 120 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã đồng bào dân tộc thiểu số có đường ô tô được nhựa hóa đến trung tâm xã, 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế đã được kiên cố, 100% số xã phủ sóng phát thanh, truyền hình, sóng viễn thông, mạng internet về trung tâm, gần 90% số xã có điện lưới quốc gia với trên 80% số hộ dùng điện. Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư trên địa bàn xã Đồng Xuân rất là nhiều cái mô hình để phát triển sản xuất chăn nuôi rồi giao đất, giao rừng để động viên đồng bào ổn định định cái định cư. Cho đến hôm nay thì đối với các bạn đồng bào bên kia ở Trường Xuân thì là có là điện, đường, đặc biệt là đường bê tông đã về đến là khu dân cư của một số thôn bản. Và việc thứ hai nữa là về cái sản xuất thì đồng bào người ta đã biết sản xuất lúa nước. Hiện nay thì đời sống của bà con nó khá lên. Về lĩnh vực văn hóa xã hội thì con em của đồng bào là đã đến trường đầy đủ. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, giao thông thuận lợi đã tạo điều kiện cho sự trao đổi hàng hóa và từng bước thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình. Cũng từ đó, sản xuất nông lâm nghiệp có nhiều chuyển biến so với trước đây. Diện tích lúa nước tăng lên, sản lượng bình quân đạt 40 ta trên 1 hecta. Đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự chuyển biến tích cực về thay đổi nhận thức của bà con. Đặc biệt là một số tộc người trước đây chỉ biết phạt đốt cột trịa, lương thực chủ yếu từ nương rẫy, thì nay đã biết thâm canh lúa nước cho sản lượng cao như các tộc người Dục, Hùa, Ma Con, Mã Liềng. Bên cạnh đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã biết cải tạo vườn đồi, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, tạo nên cả mô hình phát triển kinh tế tổng hợp đa canh. Hiện nay, tổng đàn gia súc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hơn 22.000 con, đàn gia cầm trên 45.000 con, hơn 900 đàn ông. Số hộ làm ăn khá giỏi, người dân tộc thiểu số tăng 9,2% so với năm 2009.
Hiện nay có hơn 700 hộ đồng bào dân tộc làm ăn khá giỏi, trong đó có trên 500 hộ có thu nhập trên 30 triệu đồng một năm, gần 200 hộ có thu nhập trên 70 triệu đồng một năm. Chị Hồ Thị Thanh ở xã Trọng Hòa, huyện Minh Hóa là một trong những phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số điển hình về ý chí vươn lên làm giàu chính đáng. Với tư duy năng động, sau khi lập gia đình, chị cùng chồng nghĩ cách làm ăn thoát nghèo để có điều kiện nuôi con cái ăn học. Nói là làm, chị lên xã xin đất làm nhà, nhận đất để trồng rừng. Chị cũng là người đi tiên phong trong việc dựng chuồng trại để chăn nuôi gia súc, lợn bò, tách biệt với nhà ở để đảm bảo vệ sinh môi trường. Đàn lợn của chị Thanh hiện có 23 con, được cho ăn và tắm rửa vệ sinh cẩn thận hàng ngày. Trung bình mỗi lứa nuôi khoảng 6 đến 7 tháng xuất chuồng với trọng lượng trên dưới 50 kg. Đây là giống lợn địa phương có giá cao hơn loài lợn thương phẩm thông thường. Cùng với lợn, chị còn nuôi thêm 5 con bò. Mỗi năm thu nhập từ chăn nuôi mang lại cho gia đình chị Thanh khoảng 50 triệu đồng. Trong gia đình thì hai bàn tay trắng là phải chịu khó mới có ăn, là chịu khó mới no. Nếu mà không chịu khó là dù làm cái gì cũng không được. Đấy là mình chịu khó là muôn dâu, là em nghe họ nói là muôn dâu là phải chăn nuôi, là muốn có là phải trồng rừng. Là tôi nhớ cái hai câu đó, là trong gia đình tôi thì chọn hai câu đó. Người dân bản Hưng, xã Trọng Hòa, huyện Minh Hóa thấy chị Thanh làm kinh tế hiệu quả, mang lại nhiều cái ăn cho gia đình, nên dần dần có rất nhiều người đến học hỏi kinh nghiệm. Ông chị Thanh là rất có năng lực, hiệu quả, cố gắng để giúp các đồng chí khác cùng vươn lên như đồng chí Thanh. Ông Bàn Văn Sơn ở thôn Đàng Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Minh Hóa cũng là người đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng rừng và chăn nuôi. Thực hiện chủ trương của nhà nước về giao đất, giao rừng, hộ ông Sơn được nhận gần 6 hecta rừng. Mỗi hecta rừng khoanh nuôi bảo vệ được dự án cấp 4,5 triệu đồng. Ông dùng số tiền này để đầu tư trồng rừng sản xuất, gồm keo lai và rừng cây bản địa như trạm trắng và lim xanh. Trăn trở với việc thay đổi tập quán chăn nuôi thả rông trâu bò trong rừng và chăn nuôi giống bò địa phương, ông đã tìm mua giống bò lai xanh to, tăng trưởng nhanh để cải tạo đàn bò của gia đình ông và của bà con trong xã vùng biên Hòa Sơn. Ngoài trồng rừng và chăn nuôi gia súc, gia đình ông còn chăn nuôi vài trăm con gà, vịt, nuôi nhím. Mỗi năm, bình quân thu nhập của gia đình ông Sơn từ 120 đến 150 triệu đồng. Kế hoạch sắp tới của tôi á, thì thứ nhất là về cho chăn nuôi á, là tôi chuyển đổi hóa cái đàn bò, cái bò cỏ của nhà là chuyển đổi sang là cái bò lai xin để cho cái chất lượng cái con này hẳn lên. Cái thứ hai là tăng cường là không được là thả là rong trâu bò nữa, mà đưa về nhốt, và tôi tăng cường là trồng cỏ AV06 để tôi là đưa tổng đàn lên. Và về là cái trồng rừng thì dự kiến của tôi là tôi trồng là toàn cái bản địa hết. Cùng với hộ gia đình ông Bàn Văn Sơn, trong lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số ở Minh Hóa còn có nhiều tấm gương tiêu biểu khác, đó là gia đình ông Cao Duy Ư, Hồ Pheo với mô hình trồng rừng, chăn nuôi gia súc. Của ông Bàn Văn Sơn đó, là trong những năm qua đã tích cực vừa trồng cây rồi vừa phát triển bằng chăn nuôi, được là đã đem lại hiệu quả rất cao, làm cho mọi hộ dân tộc khác trong là xã là tìm tôi đến để vừa học hỏi vừa trao đổi kinh nghiệm để tự bản thân mình vươn lên. Thì trong những năm vừa qua được nhà nước hỗ trợ về cái chế độ chính sách đối với người dân tộc, lấy cái điển hình từ hộ ông Bàn Văn Sơn mà các hộ dân tộc khác trong xã trong những năm qua đã nhân rộng ra rất nhiều hộ. Thời điểm này là có những hộ là hộ giàu trong xã, là những cái điển hình tốt, đa số là bà con dân tộc. Cùng với các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng để phát triển sản xuất, các chương trình tín dụng ưu đãi, dạy nghề, tạo việc làm đã tạo nên nguồn lực thúc đẩy xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
công tác giao đất giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm giải quyết. Đã có hơn 4.200 hộ được giao đất lâm nghiệp với diện tích gần 16.000 hecta. Trong đó đã giao hơn 4.400 hecta đất cỏ rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý và giao hơn 3.250 hecta rừng cho hơn 500 hộ khoanh nuôi bảo vệ. Như vậy, đã cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu đất sản xuất ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ các nguồn hỗ trợ của nhà nước và nguồn huy động được từ các tổ chức cá nhân, trong 5 năm 2009-2014, Quảng Bình đã tổ chức làm mới gần 1.000 nhà ở cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số. Công tác đào tạo nghề cho lao động vùng miền núi, dân tộc thiểu số được quan tâm. Đến nay, có gần 16% lao động người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề, tăng 5,6% so với năm 2009. Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên, công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số đạt được kết quả khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6% một năm. Nếu như đầu năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã vùng dân tộc thiểu số của Quảng Bình là trên 68%, hộ cận nghèo trên 10%, thì đến đầu năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo còn lại dưới 51% và hộ cận nghèo dưới 29%. Đây là sự nỗ lực hết sức to lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như bản thân của đồng bào. Trong 3 năm qua, các loại hình giáo dục được mở rộng đến các bản làng vùng sâu vùng xa, cơ sở trường lớp được xây dựng khang trang, 100% xã hoàn thành phổ cập tiểu học, 95% xã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở. Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 1 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Bình đạt trên 97%. Số học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số ở cả cấp học, từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông ngày càng tăng khá. Từ năm 2009 đến nay, mạng lưới y tế ở Quảng Bình tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số. 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Có 118 cán bộ y tế công tác tại các trạm y tế xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có 22 cán bộ là người dân tộc thiểu số, 181 y tá thôn bản đang công tác tại các thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ cán bộ y tế thôn bản thường xuyên được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, các trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác vệ sinh phòng dịch thường xuyên được thực hiện. Các dịch bệnh thông thường ở vùng miền núi dân tộc thiểu số được kiểm soát và đẩy lùi như sốt rét, tà, bửu cổ. Điều kiện cung cấp dịch vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đã có nhiều cố gắng và cải thiện đáng kể. Các chỉ số về y tế, dinh dưỡng năm sau đều cao hơn năm trước. Tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine cho trẻ đạt trên 90%. Hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được củng cố, hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể ở 17 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, củng cố và kiện toàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số được quan tâm. Có 119 cán bộ công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số. Vai trò của đội ngũ người có uy tín, gia làng, trưởng bản, trưởng các sông họ được phát huy, góp phần tích cực trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Nhiều người có uy tín đã thực sự trở thành trung tâm đoàn kết cả dân tộc, là chỗ dựa tinh thần đối với dân bản, là những gương sáng điển hình trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế. Từ sau Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất vào năm 2009 đến nay, được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, của cấp ủy chính quyền, mặt trận đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, nên tình hình công tác dân tộc tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, cái kết quả quan trọng nhất đó là nền kinh tế xã hội của vùng dân tộc thiểu số tiếp tục giữ được ổn định và có bước chuyển biến tích cực, được thể hiện trên ba mặt sau đây. Thứ nhất, 5 năm qua, nhà nước đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Do vậy, hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế, chợ, trụ sở làm việc và nhà văn hóa thôn bản được tăng cường nhiều hơn, do đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự phát triển kinh tế và đời sống dân sinh của đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai,
công tác giao đất giao rừng, chỉ đạo sản xuất, hỗ trợ vốn, giống, chuyển giao kỹ thuật được các cấp quan tâm. Vì vậy sản xuất nông nghiệp mà nhất là trồng rừng kinh tế, phát triển chăn nuôi và trồng lúa nước ngày càng có nhiều tiến bộ, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có kinh tế cao và nhiều cá nhân sản xuất giỏi, thu nhập của đồng bào được tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể hàng năm. Thứ ba, lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Do vậy, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện và nâng cao. Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Quảng Bình được đặt ra là phát triển toàn diện, bền vững kinh tế xã hội vùng miền núi, dân tộc thiểu số, đẩy mạnh giảm nghèo, giảm dân số xã, thôn đặc biệt khó khăn, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định an ninh quốc phòng. Về cái mục tiêu của năm tới, Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ hai sẽ bàn và quyết định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, mục tiêu tổng quát là chú trọng phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh vùng dân tộc thiểu số. Ưu tiên đầu tư cho vùng còn đặc biệt khó khăn, gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quan tâm xây dựng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt các chính sách xã hội, rồi lĩnh vực y tế, văn hóa giáo dục phát triển một bước để giải quyết tốt vấn đề đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Cái cuối cùng là giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh để cùng nhau chung sức xây dựng bản làng và quê hương của mình chúng ta ngày càng giàu đẹp văn minh. Trong những ngày này, trên các con đường được đầu tư xây dựng bởi các chương trình dự án của chính phủ dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh đang cùng nhau đến trường với một mơ ước xây dựng quê hương mình ngày một đẹp hơn, đời sống được no ấm hơn. Đồng hành cùng các em, đồng hành cùng bà con các tộc người Vân Kiều, Trì, Khùa, Ma Con và Sách, Mày, Sục, A Sen, Mã Liềng, cán bộ ban dân tộc tỉnh Quảng Bình cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy chính quyền các cấp, sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội để nỗ lực phấn đấu không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển quê hương Quảng Bình giàu đẹp.